Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu áo khoác len cho bé họa tiết vặn thân xinh xắn như thế này. Phần cổ thì mình sẽ làm họa tiết cổ thuyền nè. Tay thì sẽ làm dạng tay lỡ ha. Các bạn muốn làm tay dài thì mình có thể móc dài hơn. Mình sẽ làm họa tiết vặn thân cho toàn bộ thân áo từ thân cho đến tay nè. Mặt trước và mặt sau sẽ tương tự như nhau. Bên trong các bạn có thể phối cho mình mẫu áo sơ mi hoặc là áo thun có cổ ha, đều rất là đẹp. Các bạn có thể móc thay đổi màu hoặc là mình có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ cũng được ha. Mình sử dụng len Miu Cotton 125g và kim 4.0mm để móc cái mẫu áo này. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên thì các bạn cần tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Sau đó dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Đây là điểm mà mình cần tăng giảm size đầu tiên nè. Các bạn cần móc cho mình một cái xích đầu tiên và lúc này các bạn để ý cho mình, đây là cái phần áo mà mình vừa hoàn tất nè. Một cái họa tiết vặn thân của mình sẽ tạo ra cái form hình thoi như thế này nè. Cái bề rộng của hình thoi mình ở bên trong nó sẽ có cái độ rộng tầm khoảng 6 mũi móc nè. Thì các bạn sẽ lấy cho mình cái số mũi móc 6 mũi đó cộng thêm hai cái đường vặn thân ở hai bên, mình sẽ có tổng cộng là 8 mũi ha. Thì cái xích đầu tiên các bạn cần móc cho mình làm sao cho tổng số mũi xích chia hết cho 8 thì ra là một số nguyên nha. Đối với size này mình sẽ móc lên tổng cộng là 88 mũi móc xích. Tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật, sử dụng chất len và kim móc khác nhau nên số xích này nó có thể khác nhau ha. Miễn làm sao mà tổng cái số xích này khi mình chia cho 8 nó sẽ là một số nguyên là được. Mũi xích đầu tiên nè. Và lưu ý khi các bạn móc cái mũi xích của mình á, các bạn sẽ móc lỏng tay thôi chứ đừng có móc quá chật để cho cái phần thắt lưng của mình nó không có bị ôm quá sát ha. Thì để móc lỏng tay nè, các bạn sẽ kéo cho mình cái mũi móc lên một tí, sau đó mình móc mũi móc xích vào đây. Lấy len nè, đâm kim qua, sau đó mình kéo cho cái mũi của mình nó to lên một tí ha. Sau đó tiếp tục lấy len và kéo qua nè. Mình sẽ có được cái đoạn xích mà nó lỏng tay ha. Tiếp tục nè, mũi xích thứ tư nè, kéo lỏng một tí ha. Xích thứ 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau khi có cho mình được 88 mũi móc, ta nối hai đầu dây lại, nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng cho cái phần thân hông như thế này ha. Tùy vào tay thợ móc mà cái số xích này nó có thể khác nhau nha. Nó có thể rộng hơn so với phần thân hông khoảng tầm 4 cho đến 8cm. Nó free size khoảng tầm 8 mũi móc á. Sau đó để ý cho mình đây là cái mặt phải của hàng xích mình nè. Nó có cái chữ V sắp xếp song song lẫn nhau nè. Thì các bạn sẽ canh cho mình cái chữ V này nè. Nó thẳng một mạch. Mình sẽ giống cho đến cái chân móc xích đầu tiên, quay ngược chân móc xích đầu tiên lại. Và ta sẽ đâm kim vào cái chân móc xích đầu tiên đó, móc vào cho mình một mũi dời. Khi mà mình canh cái mũi như vậy, mình móc lên cái hàng móc kế tiếp nó sẽ đều hơn ha. Nó sẽ không có bị lệch mũi. Móc vào chân xích đầu tiên một mũi dời nè. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Ta sẽ có được độ rộng cho phần thân hông rồi. Khi lên hai mũi móc xích rồi, ở đây mình có 88 chân móc xích thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn. Mình sẽ có 88 mũi kép đơn vào 88 chân ha. Mũi thứ nhất nè. Mũi kép đơn thứ hai vào chân thứ hai, kép đơn thứ ba vào chân thứ ba và móc tương tự cho mình cho đến hết hàng. Sau khi đã móc đến cuối hàng nè, ở những cái chân móc cuối cùng nè, khi móc ban đầu mình có cái sợi len thừa ở đây nè, các bạn móc các cái mũi móc cuối cùng mình giấu luôn sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha. Sau đó móc mỗi chân là một mũi kép đơn cho đến hết. Khi móc nhớ giấu len thừa nè. Hoàn tất được 88 mũi vào 88 chân rồi, mình sẽ có cái độ rộng cho phần thân hông như thế này. Thì để kết thúc cái hàng móc này, đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên ha. Mũi kép đơn đầu tiên là cái chân móc này nè. Đây là mũi kép đơn đầu tiên thì chân móc nó sẽ nằm ở trên đầu. Móc vào đó một mũi dời. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Ở cái phần hình thoi của mình, chính giữa của hình thoi nó sẽ là 6 mũi, cộng thêm hai cái mũi gân ở phía ngoài làm cái hình thoi á, thì các bạn sẽ móc cho mình cái chân đầu tiên là một mũi ngoặt. Thì mũi ngoặt nè, các bạn sẽ đưa kim cho mình, thay vì đâm kim vào chân móc, thì mình sẽ đâm kim vào thân chân móc ha.
Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chính giữa của thân chân móc, tức là hai mũi móc xích mà mình gây nên đầu tiên nè. Đâm kim vào chính giữa của hai mũi móc xích đó với cái thân của mũi kép đơn. Đâm kim từ trên xuống ha, vào cái kẽ chính giữa này nè. Sau đó mình luồn kim lên phía trên vào kẽ chính giữa của hai cái mũi móc kế bên. Mình có thể hiểu nôm na là ta sẽ lấy len lên trên kim, sau đó mình luồn xuống phía dưới để mình đưa cái thân chân móc này nè đẩy lên trên kim. Lúc này nó nằm ở phía trên kim nè. Móc vào đây cho mình một mũi kép đơn, ta sẽ tạo ra được một mũi ngoặt ha. Mũi này mình sẽ gọi tạm là mũi vặn thân nha. Sau khi có được mũi vặn thân rồi, ở khoảng cách của hình thoi mình nó là 6 mũi, các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi kép đơn vào 6 chân. Lúc này mình sẽ móc vào chân móc nha. Ta có kép đơn đầu tiên và cái chân móc thứ hai nè, vì mũi đầu tiên mình tạo mũi ngoặt rồi. Kép đơn thứ ba nè. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Và mũi kép đơn thứ sáu. Có được 6 mũi kép đơn tạo ra cái độ rộng cho cái hình thoi của mình rồi, thì tiếp tục sẽ làm một mũi ngoặt tương tự như cái mũi này. Tức là mình cũng lấy len và thay vì đâm kim vào chân móc, ta sẽ luồn kim xuống dưới và đẩy cái thân chân móc đó lên trên kim ha. Lấy len nè, sau đó luồn xuống dưới, đẩy cái thân chân móc này cho nó lên trên kim, nằm lên trên kim nè. Móc vào đây mũi kép đơn, ta sẽ được một mũi mặt, hay còn gọi là mũi vặn thân đi ha. Mình sẽ có được cụm như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha. Mỗi cụm mình sẽ có 8 cái mũi móc như thế này. Thì cái mũi đầu tiên sẽ là một mũi ngoặt nè, mũi vặn thân ha. Được một mũi vặn thân rồi thì tiếp tục cái khoảng cách kế bên nó sẽ là 6 mũi kép đơn. Là cái độ rộng của hình thoi ha. Kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba, kép đơn thứ tư, kép đơn thứ năm và mũi kép đơn thứ sáu. Có được 6 mũi kép đơn rồi, tiếp tục sẽ là một mũi vặn thân ở phía ngoài, mũi ngoặt nè. Đẩy thân chân móc lên kim ha. Ta sẽ có được cụm thứ hai, tạo ra một cái hình thoi thứ hai. Móc tương tự cho mình cho đến cuối ha. Sau khi móc đến cuối hàng thì 8 cái mũi móc cuối cùng nó cũng tạo ra cho mình được một cụm để tạo hình thoi nè. Tức là cái chân cuối cùng mình sẽ là một cái mũi ngoặt ha. Đẩy cái thân chân móc cuối cùng này lên kim và móc vào mũi kép đơn nè. Ta sẽ có được cái hình thoi cuối cùng ở đây. Kết thúc vòng đâm kim vào chân của cái mũi ngoặt, lúc này nó sẽ là mũi ngoặt nè. Chân của mũi ngoặt ha, móc vào đó một mũi dời. Ở chính giữa của hai cái mũi ngoặt, mũi đầu tiên và mũi cuối cùng có hai cái mũi xích này nè, nó không có ảnh hưởng gì mấy ha. Các bạn đừng có để ý đến cái mũi đó. Nó sẽ làm tương tự giống như hai cái mũi ngoặt liên tiếp ở đây ha. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Như vậy là mình đã có được những cái chân để mình tạo cái hình thoi lên phía trên ha. Để ý cho mình cái phần thân áo mà mình hoàn tất nè. Khi mà mình đi một hàng móc như thế này thì nó sẽ có những cái phân đoạn như sau. Cái đường gân mà mình tạo nó sẽ tạo ra được cái chữ V mở nè. Sau đó là chữ V up, tiếp tục là V mở và V up. Đây là đường gân bắt đầu chữ V mở nè. Thì khi hoàn tất chữ V mở thì mình sẽ đóng cái chữ V mở này. Đóng chữ V mở này. Thì cái đường đóng V mở này nó sẽ là điểm bắt đầu cho cái chữ V up bên cạnh này ha. Tiếp tục chữ V up thì cái điểm kết thúc chữ V up sẽ bắt đầu cho chữ V ngựa ở đây. Mình chỉ cần để ý ở những cái phân đoạn chính giữa nè. Đây là chữ V mở nè. Thì cái chữ V mở mình sẽ tăng cái số mũi kép đơn ở bên trong chữ V mở lên nhiều mũi. Mỗi hàng móc mình sẽ tăng 2 mũi để cho cái chữ V mở của mình nó dần dần mở lên trên ha. Từ dưới lên trên nè. Thì tăng mũi tức là cái đường gân mình vẫn móc bình thường ha, các cái đường gân mình sẽ móc chồng lên nhau. Thì ở phía sau cái đường gân tức là cái chân móc của cái đường gân đó mình sẽ móc mũi kép đơn ha. Tương tự cho bên này cũng vậy nè. Còn đối với chữ V up thì mình dần dần giảm cái số mũi kép đơn ở bên trong xuống mỗi hàng móc là 2 mũi. Thì giảm mũi tức là cái số mũi kép đơn ở cái hàng phía dưới nè, bao nhiêu mũi thì mình sẽ giảm đi một mũi đầu và một mũi cuối. Mình chỉ móc các cái chân móc chính giữa thôi ha. Tiếp tục hàng kế tiếp nè, cũng giảm mũi đầu và mũi cuối, móc các cái chân làm chính giữa thôi ha. Thì lúc này cái phần chữ V của mình nó sẽ giảm dần đi. Thì khi mình cứ móc xen kẽ như vậy nó sẽ tạo ra được chữ V ngửa và V up xen kẽ với nhau nè. Sau đó tiếp tục sẽ là V up và V ngửa ha, sẽ tạo ra những cái hình thoi như thế này, tạo ra cái họa tiết vặn thân ha. Thì lúc này cái hàng móc mà mình đang móc nè, ở giữa của hai cái đường gân mà mình tạo liên tiếp với nhau nè,
Thì từ đây, từ cái điểm này mình sẽ tạo cái chữ V ngửa lên. Còn ở cái đoạn chính giữa này, cái đoạn chính giữa này hai đường gân mình sẽ tạo cái điểm V up ha. Thì cách móc sẽ như sau. Đối với cái điểm mà mình bắt đầu móc của mỗi hàng móc nè, mình có một cái đường gân đầu tiên và một cái đường gân ở phía sau. Thì ở cái đoạn này mình sẽ tạo ra một nửa trước ha. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân của cái mũi ngoặt này nè, móc vào cái chân móc của mũi đó một mũi kép đơn. Sau đó mình sẽ kết thúc cái họa tiết này bằng cách móc vào cái thân của mũi ngoặt một mũi ngoặt, hay còn gọi là mũi vặn thân đi ha. Như vậy là mình đã mở được một nửa của họa tiết chữ V mở ha. Tiếp tục chữ V mở sẽ là V up. Thì cái điểm mà mình vừa kết thúc cái chữ V mở này nó sẽ là điểm bắt đầu cho cái họa tiết V up. Thì họa tiết V up của mình nè, thay vì cái chữ V mở mình tăng mũi ở đây thì cái chữ V up các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn. Thì ở cái V mở mình vừa tăng mũi thì bây giờ V up mình giảm mũi nè. Lúc này mình cũng có ba cái chân như thế này ha, nó sẽ bù qua bù lại với nhau. Các chân kế tiếp thì mỗi chân móc một mũi kép đơn. Ta có kép đơn thứ hai nè, kép đơn thứ ba và kép đơn thứ tư. Ở phía dưới của mình nè có 6 mũi, thì lúc này mình giảm mũi đầu và mũi cuối, tức mình đang móc 4 mũi nằm chính giữa. Bây giờ mình sẽ khóa cái họa tiết này lại ha. Khóa cái họa tiết thì mình sẽ móc cái mũi ngoặt vào cái thân của mũi ngoặt kế bên. Mình bỏ qua cái chân móc kế bên rồi ha. Thì mình sẽ móc vào cái thân của mũi ngoặt nè. Đẩy cái thân chân móc lên kim, sau đó móc vào mũi kép đơn nè. Thì ta sẽ đóng được cái họa tiết chữ V ngược ha. Cái mũi ngoặt mà mình vừa đóng này lại nó sẽ là bắt đầu mở cho cái họa tiết chữ V ngửa tiếp theo ha. Thì chữ V ngửa mình sẽ móc vào cái chân móc của cái mũi ngoặt mà mình vừa móc ở đây. Thì lúc này khi các bạn đẩy cho mình cái mũi ngoặt ở phía dưới này nè, đẩy xuống thì ta sẽ có cái chân móc ở phía sau, móc vào mũi kép đơn. Thì các bạn để ý cho mình nè, lúc này mình sẽ có những cái chân móc thay thế với nhau, mình sẽ không bị mất cái mũi nào hết ha. Chữ V mở thì mình tăng mũi, còn chữ V up thì mình giảm mũi, nó sẽ bù qua bù lại cho nhau nè. Và nó sẽ đều mũi hơn ha. Sau khi móc chữ V up rồi, bây giờ mình sẽ móc cái chữ V ngửa. Thì chữ V ngửa các bạn tiếp tục tăng mũi cho mình. Thì khi mà mình vừa tăng được một nửa của họa tiết rồi, bây giờ tiếp tục tăng cho mình. Tăng tức là cái chân móc của cái mũi ngoặt mình sẽ móc luôn vào đó một mũi kép đơn. Thì ở bên dưới mình không có cái mũi kép đơn, bây giờ mình đã có hai mũi rồi thì các bạn sẽ đóng họa tiết cho mình. Móc vào đây một mũi ngoặt. Ta sẽ tạo ra được cái chữ V ngửa như thế này ha. Thì khi mà mình đóng cái chữ V ngửa này tiếp tục sẽ là V up. Nó sẽ là điểm bắt đầu cho chữ V up ha. Thì lúc này mình có 6 cái mũi kép đơn nè. Thì chữ V up nó tương tự giống như cái điểm đầu tiên này, mình giảm mũi đầu và mũi cuối, tức là chân đầu tiên bỏ qua, chỉ móc từ cái chân thứ hai trở đi thôi ha. Bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai, mũi kép đơn. Sau đó làm tương tự cho các chân còn lại thì mình có 6 mũi kép đơn, mình chỉ móc vào 4 cái chân nằm chính giữa thôi. Kép đơn thứ ba nè. Và mũi kép đơn thứ tư. Khi có được 4 mũi kép đơn và 4 chân nằm chính giữa, ở cái phần này là chữ V up, mình bỏ qua chân đầu và chân cuối. Thì lúc này các bạn sẽ đóng cho mình cái họa tiết này ha. Bỏ qua chân kế bên là chân cuối nè, sau đó đóng bằng cách móc vào cái mũi ngoặt này một mũi ngoặt. Đẩy cái thân chân móc này lên trên kim nè. Móc vào mũi kép đơn ha. Ta sẽ đóng được cái họa tiết chữ V ngược. Tiếp theo sẽ là chữ V up. V up thì mình sẽ móc luôn vào cái chân móc của cái mũi ngoặt đó. Tức là đẩy cái mũi ngoặt ra thì mình sẽ thấy cái chân móc ở phía dưới ha. Móc vào đây một mũi kép đơn nè. Thì ta đã tăng được mũi rồi nè. Đây, đây là chữ V ngược ha. Tiếp theo chữ V ngược sẽ là V up, thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Chữ V ngửa thì sẽ móc luôn vào chân móc của mũi ngoặt. Sau khi đã hoàn tất được cái mũi bên kép bên trong của chữ V ngửa rồi á, thì mình sẽ kết thúc ha, bằng cách móc một mũi ngoặt vào đây. Hoàn tất được chữ V ngửa rồi thì tiếp tục chữ V up. V
Dây ốc thì mình bỏ qua chân đầu và chân cuối, móc vào các chân nằm chính giữa. Mình có 6 mũi thì bây giờ mình móc vào 4 chân nằm chính giữa thôi ha. Mũi kép đơn thứ 3 nè và mũi kép đơn thứ 4. Sau đó tiếp tục mình sẽ kết thúc cái họa tiết nè. Mình bỏ qua cái chân cuối cùng rồi ha, thì mình kết thúc bằng cách móc vào cái thân mũi ngoặt một mũi ngoặt. Ta sẽ hoàn tất được chữ V úp. Tiếp tục chữ V úp sẽ là V ngửa. V ngửa thì móc vào luôn chân móc của mũi ngoặt ha. Sau đó làm tương tự cho mình cho đến hết. Đây, đến cái vị trí này nè, mình cũng móc cái chữ V ngửa nè. Chữ V ngửa thì móc luôn vào cái chân của mũi mà mình móc mũi ngoặt á. Sau đó kết thúc bằng cách móc vào thân của mũi ngoặt một mũi ngoặt trước. Thì đây là cái điểm kết thúc của chữ V ngửa. Nó sẽ bắt đầu cho cái chữ V úp kế bên ha. Được chữ V ngửa rồi thì tiếp tục V úp nè. V úp sẽ bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mũi thứ ba nè. Và mũi thứ tư. Chữ V úp mình bỏ chân đầu rồi thì bây giờ các bạn tiếp tục bỏ cho mình chân cuối. Khi bỏ chân cuối rồi thì mình kết thúc cái họa tiết V úp này, móc vào cái thân của mũi ngoặt một mũi ngoặt. Đẩy cái thân chân móc của mũi ngoặt này lên trên kim nè, móc vào đây mũi kép đơn. Đây đã đóng lại cái chữ V ngược rồi ha, thì bây giờ cái chữ V mở nè. Chữ V mở thì mình móc luôn vào cái chân của cái mũi ngoặt một mũi kép đơn. Ta hoàn tất được cái hàng móc tạo ra các cái họa tiết chữ V ha. Kết thúc thì đâm kim vào chân của mũi kép đơn kế bên. Đây là mũi kép đơn thì cái chân móc nó nằm ở trên đầu. Móc vào một mũi dời. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Thì nó sẽ tạo ra được những cái chữ V ngửa và V úp xen kẽ với nhau nè. Đây là chữ V úp nè. Chữ V úp thì mình giảm cái số mũi kép đơn ở chính giữa ha, còn đây là chữ V ngửa thì mình tăng cái số mũi kép đơn lên. Thì các bạn sẽ làm tương tự như cái hàng kế tiếp ha. Khi mà mình gặp cái chữ V ngửa, đây là cái chữ V ngửa nè, thì khi gặp chữ V ngửa, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn và mình sẽ móc luôn vào cái chân móc của cái mũi mà mình móc mũi ngoặt. Cứ chân móc nào thì mình sẽ móc vào chân đó. Khi mà mình móc vào cái chân đó rồi thì tiếp tục mình tăng mũi, tức là cái chân của cái mũi ngoặt mình sẽ móc vào cái chân móc một mũi kép đơn, sau đó mình mới móc mũi ngoặt. Ta hoàn tất được một nửa của chữ V mở rồi nè. Thì bây giờ tiếp tục là chữ V úp ha. Thì chữ V úp mình tiếp tục dựa vào các cái chân móc kép đơn nằm chính giữa. Mình bỏ qua chân đầu và chân cuối, móc vào các chân nằm chính giữa mỗi chân một mũi kép đơn. Thì lúc này ở phía dưới của mình có 4 mũi kép đơn thì mình sẽ móc vào cái chân nằm chính giữa thôi, tức là mình sẽ có 2 cái mũi kép đơn. Bỏ qua chân đầu rồi thì bây giờ mình sẽ móc các chân nằm chính giữa ha. Khi bỏ được chân đầu và chân cuối rồi thì mình kết thúc cái họa tiết chữ V úp này. Móc vào cái thân của mũi ngoặt một mũi ngoặt trước. Ta hoàn tất được chữ V úp ha, thì bây giờ tiếp tục là chữ V ngửa nè. Chữ V ngửa thì cái chân của mũi mà mình móc mũi ngoặt cũng móc một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục đến các chân kế tiếp, mỗi chân móc một mũi kép đơn. Các bạn móc cho mình cho đến cái mũi ngoặt kế tiếp ha. Thì tăng mũi, tức là cái chân của cái mũi mà mình móc mũi ngoặt, mình cũng móc vào đó một mũi kép đơn. Đây là chữ V ngửa nè. Thì chữ V ngửa, cái chân móc của mũi ngoặt, đây là mũi ngoặt ha, thì chân móc của nó mình sẽ móc một mũi kép đơn. Sau đó mình sẽ khóa cái họa tiết chữ V ngửa này, móc vào thân của mũi ngoặt một mũi ngoặt. Thì chữ V ngửa của mình lúc này nó sẽ có cái mở rộng ra từ dưới lên ha. Tiếp tục chữ V ngửa nè, mình vừa kết thúc chữ V ngửa sẽ là điểm bắt đầu cho chữ V úp. Thì chữ V úp bỏ qua chân đầu và chân cuối ha, chỉ móc vào các chân nằm chính giữa. Được các mũi nằm chính giữa rồi thì tiếp tục bỏ qua chân cuối cùng và hoàn tất cái chữ V úp này, móc vào thân của mũi ngoặt một mũi ngoặt. Các bạn có thể để ý cho mình nè, cứ cái hàng nào mà mình móc chữ V úp thì mình sẽ giảm mũi đầu và mũi cuối. Còn hàng nào mà mình móc chữ V mở
thì mình sẽ móc vào luôn cái chân móc của cái mũi mà mình móc mũi ngoặc. Đây, sau đó tiếp tục là chữ V mở nè. V mở thì cứ mỗi chân móc một mũi kép đơn. Và cái chân mà mình móc cái mũi ngoặc á, cái chân của cái mũi ngoặc thì mình sẽ móc luôn vào cái chân móc đó. Sau đó mình mới móc tiếp mũi ngoặc ha. Thì móc luôn vào chân móc nè để mình tăng mũi. Sau đó mình sẽ hoàn tất cái chữ V mở, móc vào cái thân của mũi ngoặc một mũi ngoặc. Mình cũng tăng lên được cái diện tích của chữ V mở ra ha. Sau đó mình giảm diện tích của chữ V ấp nè. V ấp thì bỏ qua chân đầu và chân cuối. Tương tự cho mình cho đến hết hàng. Thì lúc này ở cái điểm cuối cùng của mình là cái chữ V ngửa nè. Thì V ngửa mình sẽ hoàn tất một nửa của chữ V ngửa còn lại. Móc vào cái chân của cái mũi ngoặc đó một mũi kép đơn nè. Sau đó các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi kép đơn. Và kết thúc đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc cho mình một mũi dời. Thì mình sẽ gộp lại điểm đầu và điểm cuối, ta cũng tạo ra được một chữ V ngửa như thế này ha. Móc lên hai mũi móc xích. Hàng kế tiếp thì cũng làm tương tự cho mình. Ở đây là một nửa của chữ V ngửa thì các bạn móc cho mình một nửa trước nè. Chữ V ngửa thì cứ mỗi chân mình sẽ móc một mũi kép đơn. Mỗi chân móc một mũi kép đơn. Khi các bạn gặp cái chân móc của cái mũi ngoặc ở hàng phía dưới thì cái chân móc của mũi ngoặc đó mình cũng móc một mũi kép đơn. Hoàn tất rồi thì mình khóa mũi ha, móc vào thân của mũi ngoặc một mũi ngoặc. Ta sẽ có được một nửa của chữ V ngửa nè. Tiếp tục sẽ là chữ V ấp. Thì V ấp mình giảm mũi đầu và mũi cuối tương tự như các hàng bên dưới. Lúc này mình còn hai mũi, giảm mũi đầu và mũi cuối thì nó sẽ không còn mũi nào nữa ha. Không còn mũi thì các bạn sẽ đóng cho mình cái họa tiết bằng cách móc vào cái thân mũi ngoặc kế bên một mũi ngoặc. Thì ta cũng giảm đi được hai mũi, mình trở về không rồi nè cho cái họa tiết của mình. Tiếp tục sẽ là chữ V ngửa ha. Thì cái chữ V ngửa móc luôn vào cái chân móc của cái mũi ngoặc á. Đây là chân móc của cái thân mũi ngoặc phía dưới nè, thì chân móc của cái mũi đó mình cũng móc một mũi kép đơn. Sau đó móc tương tự cho các chân còn lại, mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn cho đến chân cuối cùng của họa tiết. Lúc này mình sẽ có 6 mũi kép đơn vào 6 chân móc. Cái mũi kép đơn thứ 6 là cái mũi mà mình móc vào cái chân móc của cái mũi ngoặc. Đây là cái điểm tăng mũi đó. Thì chân móc của mũi ngoặc nè, mình sẽ móc luôn vào chân móc của nó trước. Sau đó mình mới móc vào cái thân ha. Ta sẽ hoàn tất được chữ V ngửa nè. Thì tiếp tục chữ V ngửa, kết thúc chữ V ngửa này sẽ là chữ V ấp. Chữ V ấp thì bỏ mũi đầu và mũi cuối của các chân móc nằm chính giữa. Thì lúc này khi bỏ mũi đầu và mũi cuối, mình sẽ trở về không ha. Trở về không thì các bạn sẽ kết thúc họa tiết này, móc vào thân của mũi ngoặc một mũi ngoặc. Ta sẽ hoàn tất được chữ V ấp. Kết thúc của chữ V ấp, bắt đầu chữ V ngửa, thì V ngửa mình sẽ móc vào cái chân móc của cái mũi ngoặc. Thì đây là cái mũi ngoặc nè, chân móc nó sẽ nằm ở phía sau ha. Móc vào một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục móc tương tự cho các chân còn lại, mỗi chân móc một mũi kép đơn. Thì lúc này cái chữ V ngửa và V ấp của mình nó sẽ hoàn tất như thế này ha. Đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc mũi dời, sau đó móc lên hai mũi móc xích. Ta sẽ hình thành nên được các cái chữ V ngửa và V ấp xen kẽ với nhau nè. Lúc này cái chữ V ấp của mình nó sẽ tạo ra một cái điểm nhọn chính giữa và chữ V ngửa nó sẽ thay thế là 6 mũi kép đơn nằm chính giữa ha. Khi các bạn móc cho mình thêm nhiều hàng móc, mình gặp cái hàng móc mà có hai cái mũi ngoặc liên tiếp với nhau, tức là cái hàng mà mình đang móc vừa đây nè, nó có hai cái mũi ngoặc liên tiếp với nhau, tức là kết thúc của cái chữ V ấp. Thì bây giờ mình sẽ móc một cái hàng đều ha. Hàng đều tức là chân móc của mũi nào thì mình sẽ móc cái mũi đó. Ví dụ như chân đầu tiên là mũi kép đơn móc vào chân móc thì mình sẽ móc vào chân móc. Đến cái chân móc kế tiếp là cái chân móc của mũi ngoặc nè. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái thân của mũi ngoặc, một mũi ngoặc. Tức là mình sẽ móc cho nó giống thẳng hàng lên ha. Tiếp theo là mũi ngoặc nè, thì mình sẽ móc một mũi ngoặc. Tiếp theo sẽ là mũi kép đơn móc vào các cái chân móc.
mỗi chân móc một mũi kép đơn. Tức là mình sẽ có một hàng mà giống thẳng hàng với hàng bên dưới ha. Thân mũi đó móc mũi gì thì bây giờ mình sẽ móc cái mũi đó. Chân móc của mũi kế tiếp là cái chân của mũi ngoặt thì mình sẽ móc một mũi ngoặt vào cái thân ha. Tiếp theo sẽ là chân móc của mũi ngoặt nè, thì mũi ngoặt mình sẽ móc vào thân của mũi ngoặt. Móc tương tự cho đến hết. Tiếp theo sẽ là chân móc của mũi kép đơn móc vào chân móc thì mình móc vào chân móc. Sau khi đã móc đến cuối hàng rồi, bây giờ mình tiếp tục làm ngược lại ha. Đây là chữ V mở này, thì bây giờ tiếp tục chữ V mở sẽ là chữ V úp. Còn đây là cái điểm nhọn của chữ V úp thì tiếp tục sẽ là chữ V ngửa. Các bạn có thể hình dung cho mình ở cái phần thân áo mà mình hoàn tất nè, một cái họa tiết hình thoi của mình ha. Ở phía dưới là chữ V mở, thì bây giờ mình sẽ móc cái chữ V úp để mình tạo ra một cái hình thoi như thế này. Lúc này mình đang móc ở cái họa tiết chữ V ngửa, một nửa chữ V ngửa, thì bây giờ mình sẽ giảm lại để mình tạo chữ V úp. V úp thì bỏ mũi đầu và mũi cuối ha. Các chân nằm chính giữa mỗi chân móc một mũi kép đơn. V úp bỏ mũi cuối nè, bỏ mũi cuối thì mình di chuyển kim luôn, đóng cái họa tiết lại, móc một mũi ngoặt vào đây ha. Đóng họa tiết nè. Đóng họa tiết chữ V úp này sẽ là mở cho họa tiết chữ V ngửa. Thì cứ theo quy tắc mà làm ha. Chữ V ngửa thì mình sẽ móc vào cái chân móc của cái mũi ngoặt. Thì lúc này mình sẽ có cái chân móc của cái mũi ngoặt nè, cái mũi ngoặt mà mình vừa kết thúc cái họa tiết V úp á. Đây là mũi ngoặt nè. Thì cái chân móc nó sẽ nằm ở phía sau ha. Móc vào mũi kép đơn nè. Tiếp tục móc vào cái chân móc của cái mũi ngoặt kế bên, một mũi kép đơn. Khi tăng được cái mũi kép đơn nằm chính giữa rồi thì mình sẽ đóng họa tiết. Đóng họa tiết thì móc mũi ngoặt ha. Đóng họa tiết của chữ V ngửa này sẽ bắt đầu cho họa tiết chữ V úp kế bên. Thì khi gặp chữ V úp các bạn sẽ làm tương tự cho mình ha. Chữ V úp thì mình bỏ mũi đầu và mũi cuối của các cái chân móc nằm ở bên trong. Bỏ mũi đầu và mũi cuối, chỉ móc vào các chân nằm chính giữa. Lúc này mình sẽ có 4 chân ha, mỗi chân móc một mũi kép đơn. Bỏ cái mũi đầu rồi. Móc vào các cái chân móc nằm chính giữa rồi thì tiếp tục bỏ mũi cuối. Khi mình đã bỏ được mũi đầu rồi nè, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục bỏ mũi cuối. Thì nó đã đủ mũi rồi ha, bỏ mũi cuối thì các bạn sẽ khóa họa tiết. Khóa họa tiết thì mình sẽ móc vào cái thân của mũi ngoặt, một mũi ngoặt. Cái điểm kết thúc của họa tiết V úp này sẽ bắt đầu cho cái họa tiết V ngửa kế bên. Và các bạn cứ theo quy tắc mà làm tương tự cho mình cho thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Cứ gặp cái chữ V úp á thì mình sẽ giảm mũi đầu và mũi cuối. Còn chữ V ngửa thì móc luôn vào chân móc mà ta móc mũi ngoặt ha. Móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Xác định cho mình chiều cao của toàn bộ thân áo của size các bạn cần móc là bao nhiêu. Sau đó mình lấy cái số đo đó mình chia cho 5 phần. Từ phần lai áo đi lên mình sẽ lấy 3 phần đến phần nách ha. Hai phần còn lại thì mình sẽ móc cái phần thân trên. Kích thước cụ thể thì mình có để ở dưới phần mô tả. Các bạn có thể nhấp vào phần mô tả sau đó mình làm theo kích thước cho phù hợp ha. Sau khi đã móc cho mình được 2/5 so với tổng chiều cao của toàn bộ phần thân áo, các bạn sẽ sắp xếp cho mình ở cái hàng cuối cùng mà mình móc, nó sẽ là cái hàng giới hạn của họa tiết V ngửa hoặc là V úp nè. Giới hạn của chữ V úp đó là hai cái mũi ngoặt nó sẽ liên tiếp với nhau, hoặc là giới hạn của chữ V ngửa nó sẽ nằm ở chính giữa của 6 cái mũi nằm chính giữa này nè. Kết thúc ở một trong hai điểm ha. Thì lúc này nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là khi các bạn đếm cho mình cái số họa tiết nè, nó là số chẵn. Các cái họa tiết hình thoi của mình nó là số chẵn. Thì khi mà mình gặp cái phần thân áo lại như thế này, nếu điểm kết thúc của các bạn ở cái hàng móc á, nó là cái chữ V úp, là giới hạn của chữ V úp, tức là hai cái mũi ngoặt nó liên tiếp với nhau nè. Thì khi là số chẵn, cái đầu bên này nó cũng là hai mũi ngoặt liên tiếp với nhau. Nó sẽ đều như thế này ha. Còn trường hợp thứ hai, khi đếm cái hình thoi nó là số lẻ thì một đầu nó sẽ kết thúc ở cái điểm này, còn đầu còn lại nó sẽ nằm chính giữa của họa tiết hình thoi ha. Nó sẽ có hai trường hợp.
Và sau khi đã hoàn tất được phần thân dưới rồi, cánh tay thì các bạn sẽ móc riêng, sau đó mình mới nối lại ha. Để móc được phần cánh tay thì các bạn cần xác định cho mình cái số đo ở cái phần bắp tay của size các bạn cần móc là bao nhiêu ha. Thì tùy vào cân nặng cũng như là chiều cao mà các bạn sẽ canh cho mình cái số xích cho phù hợp. Mình có để kích thước tương ứng ở dưới phần mô tả ha. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút. Sau đó từ nút này móc lên một dây móc xích, làm sao cho nó có cái độ rộng vừa phải để có thể sát với cái phần bắp tay. Và lưu ý cho mình ha, cái xích đầu tiên này mình cũng là bội số chia hết cho 8. 8 tức là mình tạo cái họa tiết hình thoi á. Nó tương tự giống như cách chia ở cái phần lai áo ha. Và nhớ là cái mũi xích các bạn lỏng tay lên một xíu nha. Đối với size này thì mình sẽ móc lên 4 cái họa tiết hình thoi. Xích đầu tiên của mình sẽ là 32 mũi xích. Gặp lại thì ta sẽ có được một cái khoảng rộng như thế này. Khoảng rộng này nó có thể vừa với cái phần bắp tay hoặc là rộng hơn một xíu nha. Sau đó tiếp tục canh chỉnh cho mình cái hàng xích này cho nó phẳng lại nè. Và mình sẽ đưa kim đến cái chân xích đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Móc lên 2 mũi móc xích. Hàng đầu tiên thì mình sẽ móc mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Các hàng kế tiếp thì mình tiếp tục tạo cái hình thoi, thì cách làm tương tự giống như là cái phần thân áo ha. Tùy vào cái phần tay áo các bạn muốn làm tay dài thì mình sẽ móc kích thước dài, còn mình muốn làm tay lỡ thì các bạn sẽ móc tay lỡ ha. Mẫu này thì mình sẽ làm dạng tay lỡ nè. Bây giờ mình sẽ nối cái phần tay với phần thân. Phần tay của mình lúc này kết thúc nó là hai cái mũi ngoặt liên tiếp với nhau, thì các bạn sẽ nối cho mình với cái đầu có hai mũi ngoặt liên tiếp. Đây là trường hợp thứ nhất nè, trường hợp thứ nhất mà mình nói á là cái điểm kết thúc nó sẽ nằm ở hai cái mũi ngoặt. Khi kết thúc cái điểm này thì các bạn sẽ không móc lên một mũi xích mà mình sẽ di chuyển kim đến cái chân nằm chính giữa của hai cái mũi ngoặt đó. Tức là cái điểm kết thúc này nè, móc vào đó cho mình một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích sau đó cắt len. Thì mình sẽ nối được cái phần tay vào cái phần thân. Khi mà mình áp sát cái phần tay với cái phần thân nè, thì nó cũng tạo ra được cái họa tiết V úp như thế này. Nó sẽ có V ngửa và V úp liên tiếp như thế này ha. V ngửa nè, sau đó là V úp và tiếp tục là V ngửa. Thì đây là trường hợp thứ nhất mà các bạn nối tay ha. Thì khi lật mặt sau nó cũng tạo ra cái chữ V ngửa và V úp liên tiếp với nhau nè. V ngửa nè, V úp nè. Sau đó là V ngửa ha. Tiếp tục đến trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai thì các bạn cũng móc cho mình một cái tay y chang như cái tay mà mình vừa móc. Và cái chiều cao cũng bằng như vậy ha. Nhưng cái điểm kết thúc của mình lúc này nó nằm chính giữa của họa tiết hình thoi. Thì khi các bạn hoàn tất cho mình cái phần tay, đến đây mình không móc lên một mũi xích nữa, mà các bạn tiến hành dời mũi cho mình. Tức là khi mình hoàn tất cái hàng móc, móc một mũi dời vào cái chân móc đầu tiên của hàng móc. Sau đó mình sẽ không móc lên xích, mà các bạn sẽ tiếp tục dời mũi cho mình vào vị trí chính giữa của họa tiết. Mình sẽ móc các cái mũi dời ha. Các bạn có thể móc cho mình vào cái chân của cái mũi thứ ba hoặc là thứ tư. Ở đây mình sẽ dời vào cái chân móc thứ tư nè. Khi dời đến cái chân móc nằm chính giữa rồi thì tiếp tục ở cái phần tay. Ở đây mình dời vào chân móc thứ tư. Thì ở phía này các bạn sẽ dời cho mình vào cái chân móc thứ tư luôn ha. Thì khi gộp cái phần cánh tay với phần thân lại nè, mình cũng tạo ra được cái chữ V ngửa như thế này và đã đủ mũi rồi ha. Bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân trên nè. Đây là cái phần thân áo mà mình hoàn tất ha. Thì cái phần thân trên ban đầu mình có nói, mình sẽ chia cái phần thân trên là 2/5 so với tổng chiều cao của toàn bộ phần thân áo. Thì đối với cái phần thân áo ở bên trên nè, các bạn sẽ chia cho mình ra làm 3 phần. Một phần phía dưới mình sẽ móc đều. Móc đều thì sẽ móc tương tự giống như là cái phần thân dưới. Còn hai phần phía trên mình sẽ tiến hành giảm mũi để tạo cái phần cổ áo ha. Bây giờ mình sẽ móc 1/3 của phần thân bên trên ha. Móc lên 2 mũi móc xích. Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình một hàng móc giống như là cái hàng móc thứ tư của họa tiết.
Tức là cái hàng mà mình móc có hai mũi ngoặc liên tiếp với nhau nè. Thì lúc này mình sẽ móc thêm một hàng móc có hai mũi ngoặc liên tiếp với nhau. Giống như là cái hàng móc thứ tư của họa tiết hình thoi của mình nè. 6 mũi nằm chính giữa ha. Mình sẽ móc 3 mũi đầu trước. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba. Sau đó chân móc kế tiếp sẽ là chân của cái mũi ngoặc, thì mình sẽ móc vào cái thân của mũi ngoặc, một mũi ngoặc. Tiếp tục chân kế tiếp cũng là chân móc của mũi ngoặc, thì mình tiếp tục tạo một mũi ngoặc vào cái thân này. Các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi kép đơn, móc tương tự cho mình cho đến cái phần tay bên kia. Sau khi móc đến cái điểm nối nách ở cái phần bên này nè, thì để cho nó không có bị cái điểm hở quá nhiều ở giữa cái phần nách với phần thân á, thì các bạn cũng tiến hành nẹp mũi cho mình ha. Để nẹp mũi thì thay vì mình móc vào cái thân của mũi ngoặc, các bạn sẽ móc vô mũi cho mình. Tức là mình sẽ lấy len, sau đó mình đẩy cái thân này và cái hai mũi xích ở phía dưới luôn, để cho nó không có bị hở phần nách ha. Thì mình sẽ vô mũi nè, móc vào đây một mũi ngoặc. Sau đó tiếp tục ở cái phần cánh tay cũng vậy, các bạn cũng vô mũi cho mình nè, vào cái chân ở phía sau với cái thân của mũi ngoặc, móc vào một mũi ngoặc để cho cái phần nách của mình nó không có bị hở quá nhiều ha. Cái lỗ hở của nó sẽ tương tự như cái lỗ hở ở phần thân thôi. Sau đó làm tương tự cho các chân còn lại nè. Cứ chân của cái mũi gì thì mình sẽ móc mũi đó ha. Ở đây là chân của mũi kép đơn, móc vào chân móc thì mình sẽ móc vào chân móc mũi kép đơn. Làm tương tự cho mình cho cái phần này ha, phần này mình cũng chụm mũi lại. Sau đó móc tương tự cho mình cho đến hết. Đối với cái phần nách mà các bạn tạo chữ V ngửa á, thì để chụm mũi cho phần nách nè, mình cứ móc mỗi chân làm một mũi kép đơn ha. Để chụm mũi cho phần nách thì cái chân móc mà mình móc cái mũi dời cuối cùng á, các bạn sẽ đâm kim vào chân móc đó. Sau đó mình sẽ luồn kim đâm ngang vào cái chân móc kế bên. Đây, đâm kim vào cái chân móc mà mình nối, sau đó luồn kim đâm ngang qua cái chân móc kế bên. Và đâm luôn vào cái chân móc của cái phần tay. Đâm vào ba chân như thế này nè, để cho nó không có bị hở phần nách ha. Móc vào đây mũi kép đơn. Như vậy là phần nách của mình nó sẽ kín nè. Sau đó móc tiếp các cái chân còn lại cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì kết thúc hàng, đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên. Móc một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Ta sẽ có được một hàng đều như thế này. Từ cái hàng đều này các bạn tiếp tục móc thêm cho mình nhiều hàng móc đều tương tự như vậy nữa. Tức mình cũng tạo cái họa tiết hình thoi tương tự giống như cái phần thân dưới ha. Cứ theo quy tắc mà làm ha. Khi gặp cái chữ V ngửa thì V ngửa mình sẽ móc luôn vào chân móc mà mình móc mũi ngoặc. Còn chữ V úp thì các bạn sẽ giảm cho mình mũi đầu và mũi cuối của các họa tiết nằm chính giữa ha. Móc cho mình cho đến khi mình đạt được chiều cao 1/3 so với cái chiều cao của phần nách bên trên. Sau khi hoàn tất cho mình được 1/3 so với cái chiều cao của phần thân ở bên trên rồi nè, mình có được 1/3 rồi, thì bây giờ 2/3 còn lại mình sẽ tiến hành giảm mũi ha. Thì giảm mũi cũng rất là đơn giản. Khi mà các bạn gặp cái họa tiết có cái chữ V úp nè, thì cái họa tiết có chữ V úp đó mình sẽ làm tương tự giống như các hàng mà mình đang móc ở đây. Tức là mình sẽ giảm mũi đầu và mũi cuối ở mỗi hàng móc. Sau khi mình đã hoàn tất được chữ V úp, thì cái mũi ngoặc kết thúc của chữ V úp nó sẽ bắt đầu cho chữ V ngửa. Thì mình sẽ giảm ở chữ V ngửa nè. Thay vì các hàng bên dưới mình móc vào cái chân móc ở phía sau của mũi ngoặc mà mình vừa kết thúc ở chữ V úp á, là phía sau của nó nè, mình móc luôn vào cái chân móc đó để mình tăng mũi.
Còn lúc này các bạn sẽ bỏ qua cái chân móc đó nha. Mình sẽ làm ví dụ cho các bạn xem nè. Móc lên hai mũi móc xích. Lúc này cái điểm mình gặp sẽ là một nửa của họa tiết chữ V mở ha. Các bạn sẽ móc bình thường cho mình, tức là mình sẽ móc luôn vào cái chân móc mà mình móc cái mũi ngoặc đó. Đây, và cái chân móc này là mình móc cái mũi ngoặc ha. Chân móc của mũi ngoặc này mình sẽ móc một mũi kép đơn trước nè. Sau đó sẽ làm một mũi ngoặc vào thân của mũi ngoặc. Khi mà các bạn móc cho đến cái họa tiết mà mình tạo cái chữ V up, thì cái chữ V up tương tự như các hàng bên dưới, mình sẽ bỏ qua chân đầu và chân cuối của các mũi nằm chính giữa. Mình sẽ móc vào các chân nằm chính giữa thôi ha. Bỏ mũi đầu nè, thì mình móc vào chân thứ hai. Sau đó móc tương tự cho các chân còn lại. Đối với cái chữ V up thì sẽ đơn giản thôi, cứ bỏ mũi đầu và mũi cuối. Khi bỏ được mũi đầu rồi thì bỏ mũi cuối. Hoàn tất được cái họa tiết chữ V ngửa thì mình đóng họa tiết nè, móc vào cái thân của mũi ngoặc một mũi ngoặc. Ta hoàn tất được chữ V up ha. Tiếp tục chữ V up thì sẽ là chữ V ngửa. Thì chữ V ngửa mình sẽ giảm mũi. Giảm mũi thì thay vì cái chữ V ngửa ở các hàng phía dưới, mình tăng hai mũi ở chính giữa này. Thì lúc này các bạn chỉ tăng cho mình một mũi thôi. Tăng một mũi tức là mình sẽ bỏ qua cái mũi kép đơn mà mình móc ở phía sau này. Bỏ qua cái chân này ha. Mình chỉ móc vào cái chân tăng ở phía bên cạnh thôi. Sau đó mình đóng cái họa tiết nè. Thì như vậy lúc này cái chữ V ngửa của mình nó chỉ còn lại một mũi thôi. Tiếp tục sẽ là chữ V up ha. Thì V up cứ làm bình thường, giảm mũi đầu và mũi cuối, móc vào các chân nằm chính giữa. Hoàn tất được các mũi kép đơn vào các chân chính giữa rồi thì tiếp tục bỏ chân cuối cùng và khóa cái họa tiết. Khóa cái họa tiết chữ V up này sẽ bắt đầu cho họa tiết chữ V ngửa. Thì họa tiết chữ V ngửa sẽ không móc vào cái chân móc ở phía sau của mũi ngoặc đầu tiên, mà chỉ móc vào cái chân móc ở phía sau của mũi ngoặc thứ hai thôi. Sau đó sẽ khóa mũi. Ta sẽ tạo ra được cái họa tiết chữ V ngửa nè. Chỉ giảm đi còn một mũi thôi ha, móc tương tự cho mình cho đến hết. Sau khi hoàn tất cho mình được đến cuối này thì cuối cùng mình cũng giảm tương tự. Cái họa tiết chữ V up thì giảm mũi đầu và mũi cuối, móc vào các chân nằm chính giữa. Còn cái họa tiết chữ V ngửa thì mình sẽ không móc vào cái chân móc của cái mũi ngoặc đầu tiên. Thì cái mũi ngoặc đầu tiên của họa tiết này tức là cái mũi mà mình vừa móc cuối cùng đây nè. Mình đã móc vào cái chân thứ hai rồi thì các bạn kết thúc cho mình họa tiết ha. Đâm kim vào chân của cái mũi đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Đây ta sẽ hoàn tất được một cái hàng giảm mũi như thế này. Các bạn sẽ dùng kim đánh dấu cho mình vào cái hàng giảm mũi đầu tiên này. Sau khi đã hoàn tất cho mình được một hàng móc giảm mũi thì lúc này cái phần cổ áo nó sẽ có cái độ thuyền và cái cổ áo nó sẽ nhỏ lại rồi nè. Thì khi kết thúc một hàng móc giảm mũi, tiếp tục hai hàng móc kế tiếp các bạn sẽ tiến hành móc đều và không giảm mũi. Móc đều của cái phần thân trên này nó sẽ khác với cái phần thân dưới. Tức là cái chân móc kế tiếp phía dưới mình móc mũi gì thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình mũi tương tự như vậy. Ở đây ví dụ như ở phía dưới mình có một kép đơn vào chân móc thì bây giờ móc một kép đơn vào chân móc. Chân kế tiếp là chân của mũi ngoặc thì mình sẽ móc mũi ngoặc. Chân kế bên là mũi kép đơn móc vào chân móc thì mình cũng móc mũi kép đơn vào chân móc ha. Sau đó các bạn tiếp tục làm tương tự cho mình cho các chân móc còn lại nè. Đây là hàng móc đều nha. Hàng móc đều thì cái mũi móc ở phía dưới mình móc cái mũi gì thì phía trên mình sẽ làm tương tự như vậy, chứ không tăng cũng không giảm mũi nha. Chân kế tiếp là chân của mũi ngoặc này thì mình sẽ móc mũi ngoặc. Kế bên là mũi kép đơn móc vào chân móc thì mình sẽ móc mũi kép đơn vào chân móc. Chân kế tiếp sẽ là chân móc của mũi ngoặc thì tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình mũi ngoặc ha. Sau đó mình sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng
và các bạn sẽ móc cho mình thêm một hàng móc tương tự như vậy nữa. Tức là khi mà mình hoàn tất cái hàng giảm mũi thì mình sẽ có liên tiếp hai hàng móc không giảm mũi nha. Sau khi đã hoàn tất được hai hàng móc đều không giảm mũi thì hàng kế tiếp tiếp tục các bạn sẽ giảm mũi cho mình ha. Thì để giảm mũi, cái hàng kế tiếp làm tương tự giống như hàng giảm mũi ở phía dưới. Tức là cái chữ V ngược thì mình sẽ móc mỗi chân làm một mũi kép đơn. Cái chân của cái mũi ngoặt thứ hai mình cũng móc vào luôn chân móc, sau đó móc một mũi ngoặt. Đây là chữ V ngửa ha, mình có tăng một mũi ở cái mũi kép đơn cuối cùng. Sau đó ở họa tiết giảm mũi, tức là cái chữ V ngược thì mình sẽ giảm mũi đầu và mũi cuối, móc vào các chân nằm chính giữa, mỗi chân là một mũi kép đơn. Lúc này mình sẽ có hai mũi kép đơn và hai chân nằm chính giữa nè. Được các chân nằm chính giữa rồi, bỏ mũi đầu, mũi cuối, tức là cái mũi cuối này mình bỏ qua, sau đó các bạn khóa họa tiết, móc một mũi ngoặt. Khóa họa tiết này sẽ bắt đầu cho họa tiết kế tiếp, thì họa tiết kế tiếp sẽ là chữ V ngửa. Chữ V ngửa thì các bạn sẽ không móc vào cái chân móc của cái mũi ngoặt đầu tiên này. Mũi ngoặt đầu tiên là cái mũi mình vừa có đây nè. Cái chân móc ở phía sau nó, ta sẽ không móc vào đây ha. Nhớ là sẽ bỏ qua cái chân này. Các chân còn lại thì mình cứ móc bình thường. Mỗi chân móc một mũi kép đơn. Và lưu ý mình sẽ móc luôn vào cái chân móc của cái mũi ngoặt thứ hai ở cái họa tiết chữ V mở ha. Ta sẽ có được xen kẽ các cái chữ V ngược và V úp như thế này. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, sau đó các bạn sẽ móc cho mình thêm hai hàng móc đều. Hai hàng móc đều nó làm tương tự giống như hàng móc đều bên dưới nè. Tức là chân móc của mũi gì, ta sẽ móc cái mũi đó ở phía trên ha. Các bạn sẽ móc cho mình xen kẽ một hàng giảm, sau đó là hai hàng không giảm, một hàng giảm và hai hàng không giảm, cho đến khi mình đạt được 2/3 chiều cao còn lại của cái phần thân trên. Sau khi mình đã móc thêm nhiều hàng móc, một hàng giảm mũi xen kẽ hai hàng móc đều, hàng giảm mũi xen kẽ hai hàng móc đều, thì lúc này cái chiều cao từ nách lên cái đoạn còn lại nó đã bằng được 2/5 so với tổng chiều cao của toàn bộ phần thân áo, thì lúc này cái phần cổ của mình nó sẽ có cái độ thu nhỏ lại. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc một hàng viền mũi đơn để mình bo giảm lại cho cái phần cổ của mình ha. Trước tiên là cần xác định cho mình số đo vòng đầu của size các bạn cần móc là bao nhiêu. Sau đó các bạn sẽ sử dụng cho mình mũi đơn, mình viền cái hàng cuối cùng này sao cho cái hàng cuối cùng này nó sẽ có cái số đo rộng hơn số đo vòng đầu khoảng tầm 2cm là được. Ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Có hai trường hợp xảy ra. Đối với trường hợp đầu tiên, khi các bạn móc cho mình mà không có hai cái mũi ngoặt liên tiếp nè, ta sẽ có xen kẽ mũi ngoặt rồi mũi kép đơn ha, thì các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình. Mình sẽ chụm cái chân móc kế bên với cái chân móc của cái mũi ngoặt đầu tiên, đâm kim vào chân móc, sau đó luồn kim phía ngang, đâm kim vào chân của mũi ngoặt, móc vào đây cho mình một mũi móc đơn để mình giảm mũi nè, chân kép đơn và chân của mũi ngoặt ha. Đâm kim vào chân kép đơn và đâm ngang qua chân mũi ngoặt, móc vào mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục móc mỗi chân là một mũi móc đơn, đến khi mà mình gặp cái mũi kế bên thì các bạn sẽ móc đều cho mình tiếp ha. Móc tương tự cho mình cho đến khi mình gặp cái mũi ngoặt đầu tiên thì các bạn sẽ chụm cho mình cái chân của mũi kép đơn kế bên với chân mũi ngoặt. Đó là trường hợp thứ nhất. Còn đối với trường hợp thứ hai nè. Trường hợp thứ hai là khi cái hàng móc mà các bạn kết thúc á, có hai cái mũi ngoặt liên tiếp với nhau chứ nó không có xen kẽ mũi kép đơn ở bên chính giữa. Thì lúc này mình sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Đến hai cái mũi ngoặt này nè, thì hai cái mũi ngoặt này các bạn sẽ móc cho mình một mũi ngoặt đơn bằng cách đẩy luôn hai cái thân chân móc đó lên trên kim và móc vào đây mũi móc đơn. Ta sẽ chụm lại hai cái chân đó lại thành một mũi ha. Sau đó tiếp tục mỗi chân móc một mũi móc đơn. Đến khi nào mà mình móc đến cái chân móc mà tạo hai cái mũi ngoặt này nè, thì mình sẽ đẩy hai cái thân của hai cái mũi này lên trên kim, móc vào một mũi móc đơn. Ta cũng giảm được một mũi ở đây ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Cứ mỗi chân móc một mũi móc đơn và nhớ giảm mũi. Nếu mà các bạn giảm mũi mà nó còn quá rộng thì mình có thể tháo ra và mình giảm thêm một ít mũi nữa ha. Viền giảm mũi như vậy nó sẽ giúp cho cái phần cổ áo của mình nó có cái độ bo nhỏ lại. Nhớ là bo nhỏ, sau đó các bạn sẽ đo cho mình cái kích thước của hàng bo này ha.
mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn nè. Khi mà cái trường hợp thứ nhất thì các bạn có thể đâm kim vào cái chân của mũi kép đơn kế bên và chân của mũi ngoặt ha. Còn trường hợp thứ hai có hai mũi ngoặt liên tiếp thì mình sẽ chụm lại hai cái mũi ngoặt thành một, tương tự giống như cái điểm này. Sau đó móc cho mình cho đến hết. Sau khi viên được đến cuối hàng thì móc vào chân của mũi móc đơn đầu tiên một mũi dời, sau đó móc lên một mũi móc xích kéo vào cắt len. Trước khi cắt len thì các bạn cần đo cho mình cái vòng của cái phần cổ này nó được bao nhiêu cm nè. Thì để đo được mình sẽ đặt cái phần thân áo lại theo cái vị trí như thế này. Sau đó các bạn sẽ sử dụng thước dây để mình đo. Chất len của mình nó sẽ có độ co giãn nên các bạn sẽ đo cho mình với số đo tương ứng thôi ha, chứ nó không có quá chính xác. Sử dụng thước dây nè. Sau đó các bạn sẽ đo cho mình từ cái điểm bên này sang tới cái đầu bên này. Mình sẽ đo tương ứng, đo theo cái mép mà mình đang có ở đây. Khi đo được đến cái kích thước này rồi nè, các bạn sẽ lấy cho mình cái kích thước mà mình vừa đo được nhân đôi lên. Cái kết quả mà mình có được nó sẽ phải rộng hơn số đo vòng đầu của size các bạn cần móc khoảng tầm 2-4cm là đẹp ha. Những bạn nào mà khi mà mình giảm mũi như thế này nè, mà nó bị chật quá thì các bạn nhớ nới lỏng ra một tí. Hoặc là nếu mà nó rộng quá thì các bạn có thể giảm cho mình nhiều mũi hơn ha. Làm sao cho cái số đo ở cái phần viền này nó to hơn số đo vòng đầu một tí là được. Đây cũng là điểm cần tăng giảm size cuối cùng mà các bạn cần có cho cái phần thân áo của mình ha. Mẫu này thì các bạn có thể thay đổi màu hoặc là tăng giảm size tùy thuộc cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ hoặc là nam nữ cũng được. Khi thực hiện đến điểm nào mà không hiểu thì có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Ta cắt len và giấu len thì mình sẽ hoàn thành được một cái mẫu áo vặn thân như thế này. Mặt trước và mặt sau của form áo của mình đều y chang như nhau ha. Những bạn nào mà thích làm form tay dài thì có thể thêm ở cái kích thước này nhiều hàng móc hơn. Thì kích thước này có thể dài bằng cái phần thân của áo hoặc là dài hơn một tí tùy thuộc vào size các bạn cần móc. Chúc các bạn móc thành công!